Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Thành vừa tổ chức lễ phát động Ngày chạy thể thao CISM năm 2024. Tham gia lễ có gần 100 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân thường trực của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, dân quân thường trực các khu công nghiệp và 14 xã thị trấn. Lễ phát động nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao, hưởng ứng tích cực cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và chủ trương tình hữu nghị CISM thông qua Ngày chạy thể thao do Hội đồng Thể thao Quân sự Thế giới phát động, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cho cán bộ chiến sĩ để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới.